Alo, hôm nay mình cuối năm rồi anh em ơi, mình định không có ra quy giáo nữa anh em ơi, mà mình có cây mai này mình đem xuống mình chưng chơi nè, mà giờ nó nhỏ xíu mà nó quá chà bông rồi nè, thì mình muốn đem xuống mình chưng chơi mà bây giờ nó cái chậu nó xấu quá, cái chậu nó nhỏ quá. Này cây mai tự nhiên nè, mình không có ghép nha anh em, thì mình đi xin cây con với mấy cái chậu của mấy cây mai của người ta đó, thì thường thường mình nhổ cây con đó, thì lúc đó nó cũng không có bông, cho nên mình cũng không biết cái cây đó là cái giống gì mà để mình đặt tên cho nó nữa, mà mình cứ nhổ đại thôi, thì về cũng có hên xui, như có cây nè bông cũng lớn nè, bông cũng 4 ngón tay nè anh em thấy không đó. Bây giờ mình để mình chưng chơi mà Tết rồi, cái chậu này nó hơi xấu nè. Bây giờ mình có mấy cái chậu ông tượng mà bữa clip trước mình có quay đó anh em, bây giờ mình thấy có cái cây đó nó có cái dáng đổ đổ xuống đó, mình định phối vô trong cái ông tượng này nè, ông tượng ông đội cục đá này nè. Bây giờ mình lấy cái chậu cái cây đó mình thay vô cái chậu này ha, để mình trưng Tết chơi nha anh em. Thì thôi giờ mình làm rồi mình quay lại cho anh em xem chơi cho vui ha. Rồi Tiếp tục anh để em mình ha. làm nha anh em. Giờ mình có cái chậu này, giờ mình phối cái cây vô cái chậu này nha anh em, chậu cây vô ha. Đây em coi cái chậu thấy ghê không, mà nó có cái dáng mình uống nó hơi lạ lạ rồi nè. Bây giờ mình tháo ra luôn, tháo ra để mình trồng quả cây này anh em ơi, thì để làm cỏ trước ha, quá trời cỏ à. Bầu này thì nó hơi lớn rồi nè, còn cái kia thì nó nhỏ, mình phải chịu khó mình cắt gọt lên anh em ơi, rễ ra quá trời này ha, đó cắt gọt mình bỏ làm sao cho nó lọt vô cái chậu kia, mình chơi Tết xong đi rồi qua Tết mình tính tiếp. Cái rễ của nó làm sao nữa em, mà mình sợ đụng quá, động rễ quá nó bị rụng cái bông anh em ơi. Rồi được rồi, mình lấy dao mình gọt cái này anh em ơi, gọt cho nó nhỏ lại, cắt bớt ở dưới là bỏ vô luôn, chơi luôn nè anh em ơi, gọt cắt ngang đây đi, mình bỏ vô nó mới vừa với cái chậu kia nha anh em. Đó trời ơi, của người ta rễ không gì gọt lại còn có bên lớn vậy nè anh em. Rồi chơi luôn, xong đó, giờ gọt xong nó còn có bé lớn nha, đứt rễ nhiều lắm anh em ơi, nhưng mà không sao đâu ha, mình có nhiêu nụ đây thôi chắc không đến đổi đâu. Thường thường cây mai Tết của mình là mình cắt cái cành về mình cắm mà nó còn nở qua, mà không lẽ vậy nó không nở sao anh em, nhìn nè đó, thấy bông thấy đẹp không. Rồi tiếp tục vô cái chậu đó ha, rồi mình
làm cho anh em xem chơi cho vui. Rồi nãy giờ mình phối cái ông cái cây vô trong cái chậu ông tượng này rồi nè anh em. Đó thì giờ mình phối vô được vậy nè anh em xem chơi cho vui ha. Đó nó có cái thân này. Cái chậu này mình mới vô cho nên mình không có dám gỡ cái chất chồng này ra anh em ơi. Nếu mà gỡ thì nó đọng gốc nhiều quá thì cái bông nó sẽ bị rụng hoặc là nó không nở ha. Thì đó giờ mình phối vô ổng vô xong rồi được vậy nè anh em. Đó anh em xem chơi cho vui nha. Này cũng lạ nha. Bông nè. Chối quá vậy. Nè. Chói quá anh em ơi. Sáng quá nó chói hay sao? Cái bông tự nhiên nè anh em mà nó cũng được 8 cánh nè. Gì mà nó chói quá vậy ta? Thôi về đi ha. Đèn tắt đèn bớt đi, sáng quá nó chói quá khó khó làm ăn quá không thấy gì trơn. Đó, anh em xem rồi nè. 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, mà bông cũng bự nữa nè. Gì? Đó, gần bằng 4 ngón tay mình luôn nè. Bằng 4 ngón tay mình luôn anh em. Mà nó cái cây này nó còn nhỏ đó mà nó còn còn bự vậy đó. Anh em thấy có lạ không? Do cái cây này nó còn hơi nhỏ cho nên mình thấy nó cũng chưa có được đẹp lắm anh em ha. Nó mà bự lên chút xíu nữa nó thần cây vậy nè, đó vậy là hết hết sẻ ha. Do mấy cái cành nhánh này mình cũng để nó tự nhiên, mình cũng chưa có uống được cái gì nhiều anh em ơi. Thấy cái cây này vô cái chậu của ông này là hợp rồi cho nên mình phối vô cái chậu này luôn. Rồi cho anh em xem lại lần nữa nha. Đó. Rồi thôi cái clip này chắc clip cuối năm nay thiệt anh em ơi. Mai mốt hết rảnh để làm clip rồi sang năm mới làm tiếp nha anh em. Này thì còn số chậu ông tượng đó sang năm mình có vô, mặc dù nó không có bông nhưng mà mình có vô mấy cái chậu giống vậy mình cũng quay lại cho anh em xem chơi cho vui ha. Đó em thấy có lạ không, quay nó qua chút nữa coi. Đó rồi thôi xin chào hết tất cả anh em ha. Anh em xem kênh nhớ ủng hộ kênh để sang năm mình được trên 1.000 lượt đăng ký để mình có thể mình quay trực tiếp được để mình giao lưu cây với anh em ơi. Với lại anh em có đăng ký thì mình có nhu cầu mà chơi mấy cái cây bonsai như thế này thì mình có đăng lại lên thì anh em nhận được thông báo để giao lưu với mình sớm ha. Chứ còn không nhận được thông báo thì giao lưu trễ thì mấy bạn khác giao lưu ha. Mình hứa hẹn với mấy anh em là mình giao lưu cây với anh em rất là sinh viên luôn em ơi. Kệ làm cho nó vui thôi mà, cây nhà lá vườn mà có gì làm nấy giao lưu cho anh em mà ha. Rồi thôi xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những cái clip năm sau ha. Rồi xin chào.